Khi em khóc hay bật nhạc lên, từng câu hát sẽ mang đi niềm đau. Có những nỗi nhớ ta phải quên để em bước tiếp những ngày sau. Khi em khóc hay bật nhạc lên, từng câu hát sẽ mang đi niềm đau. Có những nỗi nhớ ta phải quên để bên anh quên đi những u sầu. Nghe bài hát cũng có thể đoán tâm trạng của em vào ngày hôm nay. Lần cuối nơi em đang buồn niềm bao trống là cần ôm ngay. Và rồi em tương tư về một đêm say, như em vừa có một mùa hè mà em sống như người trên mây. Em có thể trôi rút trong vòng mà xã hội thì rất lười nhác. Rồi có thể đã lên tai nghe và em hành xử như một người khác. Âm nhạc vừa là nhật ký vừa là quyển sách, mở ra những lúc em cần để lưu lại hết những khoảnh khắc. Với headphone em chạy trên đường mà không sợ bất kỳ ai chửi, như âm nhạc sẽ làm em buồn hoặc có thể sẽ làm em vui. Đó là dao hai lưỡi, có rất nhiều những vết thương không một ai muốn với cô gái chỉ vừa 20. Những bài nhạc tiếp tục xoay vòng, em cười tròn như là bánh xe, rồi vang lên nhịp bách 1-2 trên con đường người nhà vắng hoe. Đôi lúc không phát ra tiếng như một nốt trầm lặng lẽ, không phải âm nhạc dừng lại mà lúc đó nó chỉ lắng nghe. Hay bật nhạc lên, từng câu hát sẽ mang đi niềm đau. Có những nỗi nhớ ta phải quên để em bước tiếp những ngày sau. Khi em khóc hay bật nhạc lên, từng câu hát sẽ mang đi niềm đau. Có những nỗi nhớ ta phải quên để bên anh quên đi những u sầu. Hãy nghe nhạc của anh John X nếu em cần ai đưa em lên. Accept me còn be nhớ tới những người ngày xưa em quên. Còn nếu em đang muốn chill, nghe nhạc của Đen Vâu. Và nếu em đang chơi trong club, em phải nghe nhạc của MANBO. Có rất nhiều những lời khen ngợi và làm em đổ là K&G. Nhưng em đừng nghe nhạc của Red nếu không muốn lên lem hàng mi. Nhạc không lời tình lo-fi gây chết người là MANBO. Feel theo từng giai điệu, em tự hỏi tại sao mình đâu. Gu âm nhạc của em là kỳ, em có thể nghe từ lo-fi cho đến thể là nhạc sung nhất. Playlist em có Green Day, Maroon 5 và kể cả Nguyên Trường Trung Quốc. Cảm xúc cho nhiều cung bậc, đi qua hết những xuống lên như melody rapper dân tộc. Và có những ngày mệt mỏi, em thật lòng suy mong nhanh qua. Em tự hỏi cái giá là gì anh Na. Em vẫn giữ cái thói quen cũ nghe Hiếu thứ Hai vừa lúc canh ba, vì em biết em là cảm hứng trong tất cả bài hát của anh ta. Và bài nhạc lại xoay vòng, em cười tròn như là bánh xe, rồi vang lên nhịp phách 1-2 trên con đường người nhà vắng hoe. Đôi lúc không phát ra tiếng như một nốt trầm lặng lẽ, không phải em nhạc dừng lại mà lúc đó nó chỉ lắng nghe. Hay bật nhạc lên, từng câu hát sẽ mang đi niềm đau. Có những nỗi nhớ ta phải quên để em bước tiếp những ngày sau. Khi em khóc hay bật nhạc lên, từng câu hát sẽ mang đi niềm đau. Có những nỗi nhớ ta phải quên để bên anh quên đi những u sầu. Và bài nhạc tiếp tục xoay vòng, em cười tròn như là bánh xe, rồi vang lên nhịp phách 1-2 trên con đường về nhà vắng hoe. Đôi lúc không phát ra tiếng như một nốt trầm lặng lẽ, không phải em nhạc dừng lại mà lúc đó nó chỉ lắng nghe.